Những sao Việt từng mất hàng loạt biệt thự phải trốn lên nóc nhà trắng tay chỉ sau một đêm cá độ bóng đá. Hồng Tơ, nghệ sĩ Hồng Tơ kể thời đỉnh cao, mỗi ngày anh kiếm được hàng trăm triệu đồng. Ngày đó người ta kháo nhau, Hồng Tơ là đại gia nhà đất. Anh kể bà xã đã khuyên mình nên đầu tư vào bất động sản. Ở phường nào anh cũng có nhà được khoảng 5 biệt thự, nam diễn viên nói thêm. Thế nhưng khi nổi tiếng, tuổi lại còn trẻ nên Hồng Tơ nói mình bị ngông cuồng háo thắng và chẳng mấy chốc sa đà vào kiếp đỏ đen. Anh mê cá độ bóng đá không dứt ra được, vợ khuyên mãi chồng vẫn không thay đổi. Đến lần thứ ba chị dứt áo ra đi. Tôi cá độ một trận 15 triệu, mỗi đêm đánh 11 trận, nhưng thua hết 9 trận, một trận huề và một trận thắng. Có đêm tôi thua đến 100.000 đô, anh kể. Khi đã không còn tiền, anh bắt đầu vay xã hội đen với quyết tâm gỡ gạc. Hồng Tơ nhớ lại, cờ bạc lậm vào người tôi không thể đi diễn được, vì đi diễn mình kiếm tiền nhiều. Đâu thấm với số tiền thua hàng tỷ đồng, tôi háo thắng, nghĩ sẽ gỡ gạc nhưng càng chơi càng thua. Khi không có tiền trả cho người ta, họ đến nhà Hồng Tơ đòi nợ, anh kể. Họ bấm đến cháy chuông, nhưng tôi đâu dám ra. Hàng xóm tưởng cháy nhà nên ra hô hoán, thì chủ nợ bắt đầu chửi tôi là thằng nghệ sĩ hèn, vay nợ rồi bỏ trốn. Có hôm tôi phải trốn trong tủ, nhưng cũng sợ người ta tìm ra, nên leo lên nóc nhà. Trước hoàn cảnh khốn đốn, Hồng Tơ phải liên hệ ngân hàng cầm cố biệt thự để trả nợ. Bao nhiêu căn nhà đều lần lượt đợi nón ra đi. Sống trong cảnh tủi nhục, Hồng Tơ đã nghĩ đến chuyện tự tử. Thế nhưng anh nói mình chết đi rồi sẽ được giải thoát, nhưng còn người thân phải chịu cảnh ê chề, anh quyết định làm lại cuộc đời. Duy Phương. Duy Phương cũng là tên tuổi nghệ sĩ hài nổi tiếng cùng thời với Hồng Tơ. Thời hoàng kim của mình, Duy Phương từng kiếm được rất nhiều tiền, nhà cửa và tài sản giá trị. Đã có thời điểm Duy Phương từng mua 4 căn nhà liền kề trong một con hẻm, xe hơi thì được anh đổi liên tục. Các con anh đi học cũng được đưa rước bằng xe hơi, thế nhưng cũng vì mê cá độ đá banh, cờ bạc mà anh đã lâm vào cảnh tán gia bại sản và phải làm lại từ đầu để có tiền mưu sinh. Chia sẻ về biến cố khiến Duy Phương tụt dốc sự nghiệp và kinh tế trong một bài phỏng vấn, diễn viên trẻ Duy Phước, con trai Duy Phương cho hay, ba anh từng dính một cú nợ cờ bạc quá lớn khiến công việc bị tụt dốc, thậm chí mất hết tài sản vì thua độ đá banh, nợ ngày càng nhiều nên bị áp lực và bỏ việc. Duy Phước nói, những nghệ sĩ qua thời không còn ai nhắc tới thì đó mới là cú sốc lớn của ba Phước, đi tới đâu cũng vẫn còn được nhiều khán giả nhớ và yêu mến, bởi vậy Phước nghĩ ba không bị sốc nhiều. Còn đương nhiên ba cũng xác định là giờ lớn tuổi rồi nên nhịn nhịn chút xíu, không thể nóng nảy và hay tự ái như xưa được. Nhiều lúc vô tình Phước nghe mọi người nói, ông Duy Phương hết thời rồi, già rồi diễn gì nổi. Cũng có người nói thẳng trước mặt Phước như vậy nhưng Phước không nói gì. Dẫu vậy thì những người từng yêu mến Duy Phương có lẽ cũng rất tiếc cho ông, một thời hoàng kim như thế. Tiền nhiều không kể xiết, nhưng đến lúc già vẫn phải bươn chải kiếm từng đồng nuôi con nhỏ. Đó là điều Phước thương ba nhất lúc này. Thực sự ba bị như vậy bây giờ là do dính một cú nợ cờ bạc quá lớn. Ngày trước ba kiếm tiền mua nhà mua xe nhiều lắm. Trong con hẻm ba mua từng căn một, lần lượt 4 căn kề với nhau. Phước được đi học bằng xe hơi nhưng ba không giữ được tiền. Lý do ba bị tụt dốc như vậy là vì mất hết tài sản, thua đồ đá banh. Nợ ngày càng nhiều nên bị áp lực và bỏ việc. Nhiều khi xô diễn 10 triệu, 20 triệu mà tiền nợ gấp nhiều lần con số đó nên không mặn mà đi làm. Phước cũng hiểu, ba bị mất hết là vì không trân trọng nghề nghiệp, không trân trọng những đồng tiền nhỏ đó nên ông Tổ lấy lại. Giờ ba mở quán hát với quán nhậu ở quận 6, ba thuê chỗ đó để ở và mở quán. Vì nhà bán hết rồi, ba còn hai nhóc, đứa 14 tuổi, đứa 6 tuổi. Vợ sau của ba làm nội trợ, phụ trong quán với ba nên gánh nặng áp lực kinh tế của ba quá nhiều. Đó cũng chính là lý do đến giờ ba vẫn nóng tính. Thương Tính. Thương Tính là át chủ bài của làng phim ảnh và kịch nghệ miền Nam vào thập niên 80-90 của thế kỷ trước. Anh là diễn viên tham gia nhiều phim truyện nhựa nhất Việt Nam cho đến thời điểm này. Gia tài nghệ thuật của Thương Tính lên đến hơn 200, như bài ca Không Quên, Tiếng Đàn, Biển Sáng, Tình Yêu Của Em, Biệt Động Sài Gòn, Phán Bài Lật Ngửa, Bên Dòng Sông Trẹm, Tình Và Hận, Trà Hoa Nữ, Bước Qua Quá Khứ. Mỗi bộ phim Thương Tính tham gia đều để lại cho màn ảnh một hình tượng khó quên. Ở thời kỳ nổi tiếng, Thương Tính sở hữu mức cát xê được tính bằng cây vàng. Dù kiếm được nhiều tiền, nhưng Thương Tính cũng khác tiếng ăn chơi, đốt tiền không tiếc tay. Bên cạnh những thú vui mua sắm hàng hiệu, xe hơi đắt tiền, hay quên mình trong những cuộc ăn chơi ở quán bar, Thương Tính còn đam mê cờ bạc, cá độ đến mức tán gia bại sản. Mỗi trận cầu lớn, một cuộc cá cược của ông đều xấp xỉ cả chục cây vàng. Cuối năm 2007, ông bị bắt ngay trên chiếu bạc, trong quán cà phê của mình. Nam tài tử nổi tiếng bị khởi tố với ba tội đánh bạc.
gá bạc và tổ chức đánh bạc, nhưng may mắn được cho hưởng án treo vì thành khẩn khai báo. Ở tuổi 59, Thương Tín tự thấy phải cảm ơn cuộc đời. Vì vào những ngày tháng đen tối nhất, một người phụ nữ kém ông 20 tuổi đã đến và xin cho ông một thiên thần. Cô con gái nhỏ 2 tuổi và một mái ấm gia đình ở tuổi xế chiều chính là động lực để Thương Tín trở về với nghiệp diễn, để mưu sinh, vun vén lo cho vợ con có cuộc sống đầy đủ, sung túc hơn. Hiện tại tôi chạy show nhiều, ai mời làm gì mà nhắm làm được tôi đều nhận hết. Thậm chí cả những việc mình không thích tôi cũng nhận. Tôi già rồi không còn nhu cầu gì nhiều, làm tất cả vì con thôi chứ không vì bản thân nữa. Chỉ cần nghĩ đến con cái nhỏ không bằng được những đứa trẻ khác, tim tôi thắt lại. Tôi đau xót lắm. Còn sức đến đâu tôi sẽ cố gắng làm tất cả vì con. Thương Tín chia sẻ trong một cuộc trò chuyện trước đó. Tố mẹ đánh mình vì giống bố, lại bị chê ăn mày dĩ vãng, Nhã Phương đáp trả mạnh mẽ. Đây không phải lần đầu Nhã Phương vướng vào thị phi khi nhắc về quá khứ. Trước đó, nữ diễn viên tuổi thanh xuân đã từng nhiều lần kể về tuổi thơ thiếu thốn cùng những câu chuyện khúc mắc về mẹ. Cách đây không lâu, Nhã Phương đã chia sẻ về tuổi thơ không trọn vẹn, chịu nhiều thiệt thòi trong quá khứ. Chỉ vì có gương mặt giống bố mà cô bị mẹ ruột mắng chửi đánh đập bởi ghen tuông. Từng thú nhận rất hận mẹ, nhưng sau này lớn lên nữ diễn viên tuổi thanh xuân đã hiểu được những dồn nén khổ tâm mà đấng sinh thành phải chịu đựng. Từ đó mối quan hệ của hai mẹ con đã được cải thiện. Chia sẻ về hồi ức tuổi ô mai nhiều đau khổ của Nhã Phương đã nhận được sự cảm thông từ mọi người. Tuy nhiên số khác lại quay ra chỉ trích nữ diễn viên. Họ cho rằng diễn viên chính X đã bi kịch hóa hoàn cảnh khó khăn của mình bởi ba cô làm hiệu trưởng của một trường cấp 1, chị gái là chủ tiệm nail ở Mỹ, mẹ cô ở nhà nội trợ. Có cư dân mạng cho rằng Nhã Phương giờ đã tha thứ cho mẹ rồi, nhưng sao vẫn đi kể mọi chuyện mà bà từng làm, phải chăng lại chiêu trò để vượt qua bão dư luận vì bị khán giả tẩy chay diễn xuất 1.000 năm khóc vẫn giống nhau khi vào vai của Song Hye Kyo, hậu duệ mặt trời phiên bản Việt. Trước những ý kiến trái chiều khi nhắc lại chuyện quá khứ, Nhã Phương từng phân trần. Đó là quá khứ, tuổi thơ, ai cũng có câu chuyện riêng. Hiện tại, Phương luôn hạnh phúc vì mình được sinh ra trong gia đình đông anh chị em và ai cũng yêu thương nhau. Các chị em đều đã ổn định, chúng ta phải luôn nhìn về quá khứ để thấy tương lai đang tốt đẹp hơn. Việt Hương Harigon khóc rưng rức vì ông bố trẻ điển trai bán máu nuôi hai con thơ. Việt Hương Harigon đại nghĩa rưng rưng khi nghe người cha bán máu kể lại hành trình nuôi con gian nan. Tối 19 tháng 6, trong chương trình Là Vợ Phải Thế tập 11, bên cạnh tâm sự của nam ca sĩ Ân Đại Vệ về hành trình một mình nuôi cô con gái bé muối, thì một nhân vật khác đã gây xúc động mạnh không kém với khán giả. Đó là anh Trí Bình, 35 tuổi, cùng hai cô con gái của mình. Chuyện anh Bình từng bán máu nuôi con và những tháng thăng trầm trong gai của một ông bố đơn thân trong cuộc sống đời thường đã khiến ba MC của chương trình Việt Hương Harigon đại nghĩa không ngăn được nước mắt. Từng có quá khứ gia đình cơ cực, Việt Hương không kìm được cảm xúc khi nghe câu chuyện của ông bố đơn thân này. Đến tham gia show cùng hai cô con gái, chàng trai 35 tuổi gây bất ngờ với ba ngôi sao Việt khi các con gái, anh khoe bộ áo dài đang mặc trên người do chính bố mình may. Chia sẻ với Việt Hương, người bố trẻ đầy nghị lực này cho biết anh không có một công việc cụ thể mà vui tính khoe rằng mình làm nghề thợ đụng, đụng gì làm đó, miễn là lương thiện và đảm bảo thời gian đưa đón chăm sóc hai con gái. Thiếu vắng hình bóng của người phụ nữ trong gia đình khi hai con còn rất nhỏ, anh quyết định tập cho cô con gái lớn sống tự lập, tự nấu ăn cho bản thân và em gái khi bé chỉ mới vừa 6 tuổi. Đồng cảm với hoàn cảnh của khách mời, Việt Hương bỗng nhiên bật khóc nức nở. Nữ nghệ sĩ tiết lộ quá khứ cơ cực của chính gia đình mình khi một tay mẹ cô phải chăm lo cho hai chị em Việt Hương và chị hai của cô đã phải tập nấu ăn cho gia đình lúc mới 7 tuổi. Một thân một mình gồng gánh hai đứa con thơ. Tài chính là một vấn đề nan giải đối với người bố trẻ này. Anh Bình từng không còn quyết định nào khác ngoài việc chọn cách đi bán máu để kiếm tiền nuôi con. Anh thậm chí bỏ qua lời khuyên của bác sĩ chỉ được bán máu một tháng một lần và cắn răng chịu đựng bán đến tận 3 lần ở 3 bệnh viện khác nhau vì những bữa cơm no đủ cho hai đứa con gái bé nhỏ ở nhà. Mỗi lời nói, mỗi sự ngập ngừng trong lời kể của người bố này chạm vào sâu tận cảm xúc của ba người MC khiến Việt Hương, Harry và Đại Nghĩa đều không kìm lòng được trước tình phụ tử thiêng liêng ấy.
4. Sau năm Việt trao lời hẹn thề đúng tim trong ngày cưới với vợ, nghe mà ngất ngay, Trấn Thành vẫn không xến bằng Lương Thái Thành. Vân Anh, ông xã của Tú Vi, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh trao nhẫn cưới. Chuyện tình yêu của cặp đôi Vân Anh Tú Vi là một trong những mối tình lãng mạn nhất làng giải trí Việt. Cặp đôi quyết định về chung một nhà cách đây 3 năm. Khi lễ cưới diễn ra, cả chú rể Vân Anh lẫn cô dâu Tú Vi đều dành cho nhau những lời mà nghe xong ai cũng phải lụi tim. Nếu như Tú Vi xúc động cảm ơn Chúa đã cho cô gặp được người đàn ông trong mơ của mình, thì Vân Anh lại khẳng định rằng Tú Vi sẽ là cô dâu đầu tiên và duy nhất của anh. Bởi đây là lần đầu và cũng là lần cuối anh trao nhẫn cưới. Vân Anh chia sẻ trước gia đình, bạn bè và quan khách, anh thích nhất câu nói của em, chúng ta cứ vậy đến già, và chúng ta hãy cùng thực hiện điều đó nhé. Đây là lần đầu tiên và là lần cuối cùng anh trao nhẫn cưới. Tú Vi cũng đáp lại ngọt ngào, em muốn mình sống bên nhau suốt đời và giữ lời thề nguyện hôm nay, anh là duy nhất của em. Cô còn nức nở, chúng ta người hụt cái này, người thiếu cái kia, may mắn Chúa đã cho em gặp anh, giúp em biết người đàn ông trong mộng của em là như thế nào. Lương Thế Thành, chồng Thúy Diễm, anh nguyện cùng em đi hết suốt cuộc đời này. Lương Thế Thành và Thúy Diễm bén duyên khi đóng chung trong bộ phim Trái Tim Hoa Hồng và Rau Muống Tháng 9. Cả hai là một cặp đôi hiếm có, nhận được sự ủng hộ của khán giả ngay từ khi bắt đầu công khai chuyện tình cảm. Thậm chí Lương Thế Thành còn tỏ tình anh yêu em với Thúy Diễm ngay khi nhận giải thưởng trên sóng truyền hình, khiến ai nấy tan chảy. Trong đám cưới cổ tích, Lương Thế Thành hẹn thề rằng cho dù khó khăn, có thử thách đến mấy, anh cũng nguyện cùng em đi hết cuộc đời này. Và xúc động hơn khi anh khẳng định, nếu có kiếp sau, Thành vẫn chọn người con gái này làm bạn tri kỷ của mình. Trấn Thành, ông xã của Harry Won, chỉ hy vọng mỗi khi có khó khăn, sắp buông tay thì mình nghĩ tới nhau, dù khi mới công khai chuyện tình yêu. Trấn Thành, Harry Won gặp không ít phiền toái và thị phi. Tuy nhiên, ai nấy phải thừa nhận họ thực sự là một mảnh ghép hoàn hảo từ ngoại hình, tài năng lẫn tính cách. Đám cưới của cặp đôi cũng thu hút được đông đảo sự chú ý bởi những câu nói ngôn tình mà Trấn Thành dành cho cô dâu Harry Won. Ngay trong hôn lễ, Trấn Thành nhiều lần rơi nước mắt khi nhớ lại quãng thời gian yêu nhau đầy khó khăn, thử thách cùng Harry. Anh gửi lời cảm ơn chân thành đến vợ, người đã cùng mình vượt qua giai đoạn khủng hoảng để đến được bến bờ hạnh phúc. Xin cảm ơn Harry đã đồng ý cùng Trấn Thành mua một chiếc vé để đi cùng nhau hết quãng đời còn lại. Trấn Thành hy vọng chắc chắn là khi quyết định cưới nhau thì anh cũng không hy vọng cuộc đời này chỉ toàn nụ cười, chỉ hy vọng mỗi khi khó khăn, sắp buông tay nhau thì mình nghĩ tới nhau. Nam danh hài còn khẳng định rằng như một câu chuyện cổ tích nhiệm màu, Trấn Thành đã gặp Harry. Tuấn Hưng, chúng ta sẽ không bao giờ rời nhau, làm vợ anh nhé. Vốn nổi tiếng với những bài tình ca ngọt ngào như Nắm Lấy Tay Anh, Tìm Lại Bầu Trời, ở ngoài đời Tuấn Hưng cũng là người vô cùng lãng mạn trong tình yêu. Đám cưới của nam ca sĩ và bà xã Hương Baby được diễn ra trong sự ủng hộ nhiệt thành của người hâm mộ. Trong lễ cưới, nam ca sĩ đã dành tặng vợ một câu nói đúng chuẩn ngôn tình. Nhưng chỉ có trong tiểu thuyết, em là con thỏ, anh là củ cà rốt, chúng ta sẽ không bao giờ rời nhau, làm vợ anh nhé. Doanh nhân trung tính, chồng Đặng Thu Thảo, em sẽ không phải đối diện với điều đó một mình. Hoa hậu Đặng Thu Thảo được công chúng vô cùng yêu mến bởi sắc đẹp, tài năng và sạch scandal. Tháng 10, 2017, Hoa hậu của Hoa hậu chính thức lên xe hoa với doanh nhân trung tính sau nhiều năm tìm hiểu. Ngay trong hôn lễ, doanh nhân trung tính đã nhắn gửi đến người vợ yêu thương của mình rằng anh không biết có thể giải quyết tất cả khó khăn mà em gặp phải hay không, nhưng anh chỉ biết rằng em sẽ không phải đối diện với điều đó một mình. Sau đó anh chàng lại tiếp tục đốn tim bao người với lời cảm ơn chân thành. Anh cảm ơn em vì em đã đến với anh để anh có cơ hội xây dựng một mái ấm gia đình của mình. Những lời chân thành nhưng dạt dào yêu thương của trung tính dành cho vợ khiến quan khách vô cùng cảm động.